Xin chào cả nhà, bây giờ mình đang có mặt tại nhà bác Út là ba của anh Hoàng Em cùng Vũ Bằng và bạn Long. Bạn Long chào thì... các bạn nha. Long rồi, bạn Long rồi. Khán giả kêu quá trời luôn nè, sao không thấy gì vậy? Vậy? Đây, bạn Long về giao lưu với mấy anh em nữa. Thì sẵn đây chiều ghé bên nhà bác Út chơi thì sẽ quay một clip để cho bác Út lên làm cho chính bữa nay. Thì clip dở cái lú à. Cái 12 cửa 12 cửa ngột á. 12 cửa ngột. Thì nghe nói là chắc cũng có cá nhiều đã thấy ục quá. Bây giờ mình đừng có kêu 12 cửa ngột mà mình kêu 12 kỳ quan trên thế giới đi. Cũng cũng em. Không, bây giờ bác Út nè, bữa nay cho bác Út làm những gì chính nha. Giờ quay bác Út xuống nha. Quan trọng chiếc xuồng. Ờ có chiếc xuồng à. Xuống xuồng luôn hả? Không, còn ở trên đi. Dạ dạ cũng được. Đang đi cũng được luôn. Không, đứng đây đi, cãi đi. Không được đâu. Con xuống vậy ngon sợ rồi. Cái xuồng này mỏng lắm. Mỏng đúng rồi, chiếc này mỏng cơm dữ á. Cái xuồng này, cái xuồng túi da còn xuồng này còn hơi có cái đồ mới lòi lên kìa. Thấy bác Út nói trời ơi, chiều nay cả ục quá trời ục. Không quay ổn lắm. Để coi cái hơi tối ha. Ừ. Đúng rồi, nhưng mà máy quay cũng đỡ, không đến nổi tối. Tại bác Út hình như hơi tỏ sáng nhưng mà này bác Út giờ chảnh luôn nghe các bạn ơi. Giờ này là buổi chiều khoảng mấy giờ Long? 5 giờ rưỡi gần 6 giờ á. 5 giờ 35. Giờ mình tiếp xe chút ánh sáng. Wow, ánh sáng Hoàng Long à. Châu Long. Ánh sáng Châu Long. Dữ à. Đó. À, giờ bác Út đang hai cái gọt dữ à. So. Để coi bác Út 12 kỳ quan thế giới. Để coi bác Út thu hoạch được bao nhiêu nha các bạn. Clip này thì chắc có nghe các bạn ơi, nhiều lắm nha. Trời quá trời luôn kìa. Đó, các bạn thấy không? Đồ mày không bác ơi. Im ơi, im à. Chững chững. Ôi bác Út, bác cũng đẩy mấy người mày vô trong cho người ta. Im. Đó, im nè, đâu đâu dở lên các bác Út. Dở nhẹ 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 lên thôi. Con coi. Đi vô máy sáng. Nhiều quá, cũng nhiều lắm á. Đó, quá là nhiều, cá, nhiều cá này các bạn. Cỡ ba mấy ký các bạn. Rồi chơi cũng mới vừa đủ ăn hơn ngày luôn á. Vừa đủ một gia đình nhỏ một nồi canh chua với cá kho, nồi cá kho quẹt. Đây, quê hương là chùm cốc ngọt. Trời ghê à. Lâm ơi, Lâm giới thiệu cái này chắc luôn Lâm ơi. Cốc, không cây cốc này cốc ngọt các bạn. Nhưng mà chưa có chấm đường để ăn trái, nào. Trái bự người tăng nguyên chùm lên cho. Đúng rồi, trên này cá trái bự nè. Trái bự luôn các bạn. Thì lúc trước mình cũng đã có quay cốc bự cho mọi người xem đó. Cốc rất là nhiều luôn nhưng mà bây giờ do bạn Long về giao lưu nhiều quá nên cốc nó cũng hao hụt. Quê hương là chùm cốc ngọt, nếu ai không nhở cốc rụng bể đầu gánh chịu. Ghê vậy? Ghê quá. Này ngọ à. Bốp. Này ngọ ha. Bốp thu hoạch là nhiều nữa các bạn. Này. Chỉ là có một bên một thôi. Mới có một bên một à, một cái giống. Quá. Ánh sáng đâu? Ánh sáng đâu? Ánh sáng Hoàng Long. Wow, được vô cái của mày. Ánh sáng Hoàng Long. Ba ngón tay. Cái bàn tay Long bự quá, không có so được với mấy cái này đâu. Đúng rồi, hai ngón. Thôi ba ngón. Ba ngón rưỡi. Ai ngón này một chút. Đâu lấy để bỏ xuống ơi, trên ta coi nhiều hết. Bỏ xuống ông ơi. Không giờ thấy nha, hai ngón này. Mấy ông này không nhiều chuyện. Làm ánh sáng nha. Ánh sáng như vậy nha. Các bạn. Chỉ có một đầu giờ, một đầu 12 dạ. Quá trời luôn các bạn. Để Long đổ luôn. Ờ, bác Út lấy bọc cho con bác. Nó chơi thôi. Tao không nhậu cá đó đâu mày, tao nhậu cá bự hơn nữa mày. Bự hơn. Thiên sùng luôn. Em đi xem. Bữa nay anh Hoàng Em là không có đóng vai nào trong đây, vai quần chúng nha các bạn. Bữa nay cho anh Hoàng Em đóng vai quần chúng nha. Mặn mặn luôn. Bây giờ mình đi nhà bác Út đi ra sao để coi như thế nào các bạn. Quá đã có thấy nó ục ục biết cắt cùm cơm ha, nhóc luôn ha bác Út. Cái này chắc bác Út biết con vô rồi. Trời đâu cá gô ở đâu, cá sáng ăn mớ còn mớ nè. Ui là mày luôn hả? Ừ, dắt sáng mới cái này là đúng chừng ba ngón tay. Ui này bác Út thấy con vô quay cái bác Út mua cá mà chợ. Ơi các bạn ơi, cái này không có nên like với mà chia sẻ nha. Thôi bây giờ mình con tự làm quê con luôn nè. Chiến thù quá, cá bự không ngon. Cá này cá bự để kho nè. Không, cá bự kho không. Ừ, cá bự kho nè. Để mẹ mặn. Để mẹ mặn. Cá bự quá, con thôi. Thôi đúng con. Ủa, thằng có ở đây có thằng nào ăn con đâu?
ở đây bà Út làm gì? Trời bố Út thăm một cái mẻ cá quá mệt rồi bố Út phải uống nước là quá cho mệt. Bây giờ đi uống gừng đi rồi dạ. Không, đặc biệt cái buổi chiều ở miền Tây đây, sau lưng nhà bà Út nè, chắc trưa là rất là mát nha các bạn. Đây, cây cần này có trọng lượng 100kg nha các bạn. Đây, mấy bạn. Vậy. Trời, cái mổ vịt, mổ vịt. Trời, 100kg mốt. Các bạn 100kg mốt luôn nè. Thôi, bố ra đừng thử nè. 100kg mốt. 100kg luôn mốt. Dữ, trời. Dữ, bà Út. Nó vượt qua luôn các bạn. Đây đủ 100kg mốt. Ở đây là bốc làm gì? Ánh sáng đâu rồi? Bảo Hoàng ánh sáng đâu? Lại lên. Lại lên. Cái này chắc trừ lương quá các bạn ơi. Mướn từ Cà Mau về đây làm ăn cái này. Mình kho mới, còn mới chiên xù. Đúng. Dạ. Đây còn quay là quay cảnh thực luôn, không có cần cắt ghép luôn. Bây giờ mình giống như là chế độ live mà. Cá này các bạn. Trực tiếp mà. Rồi ánh sáng gọi cho mày ruộng luôn đi. Ừ. Quay cho mày ruộng nữa các bạn. Có cá hụt nhóc. Cái này là không có cắt ghép gì hết. Trời ơi ánh sáng sáng quá trời các bạn. Rất là đẹp luôn. Cái bờ hình mà mình chụp đăng lên trên trang trang Ngã Năm TV trên Facebook đó là cái tấm hình tại góc chụp ở đây. Ngay nhà bốc luôn á. Rất là đẹp luôn các bạn. Cần có ánh sáng không? Đúng rồi. Ánh sáng. Quay về cái gỗ cá coi. Trời có ánh sáng kêu là ánh sáng Hoàng Long. Ánh sáng Hoàng Long. Châu Long. Long Châu. Đây, diễn viên phụ quần chúng bữa nay đạo diễn chính mà đưa bị bác Út đẩy xuống còn có gồ bự ha đã cầm cái kéo các bị bác Út đưa xuống còn làm diễn viên quần chúng thôi. Cái này cắt cách xe luôn rồi, thấy chưa, nó đưa mình lên đã bây giờ nó đưa mình xuống luôn. Anh Hoàng em trong vai người thợ làm cá. Nãy giờ có con mẻ thôi với mấy con cá của bác Út không quá nhiều, nội làm không cũng thấy mệt các bạn. Thành quê mình xinh đẹp lắm. Thôi thôi thôi. Sao đây tự nhiên đi. Thưa quý vị, sao đây là giọng ca ngọt ngào đến từ tác văn Cà Mau. Chưa chuẩn bị. Giờ chuẩn bị đi. Trong giây phút chuẩn bị, bây giờ bắt đầu. Một phút bắt đầu. Bằng. Giọng thách thức cho anh Hài không? Thôi, bắt đi. Để suy nghĩ rồi. Đây, sau khi thăm vấn thì bác Út đã có những con cá rất là ngon để mà kho để có một cái buổi cơm chiều cùng gia đình. Chỉ đơn giản như thế thôi, miền Tây cũng rất là, không quá nói là dễ sống không, nữa chung thì cũng tùy. Ngọt đường, ngọt. Đây thì anh Hoàng em cũng đang tác nghiệp. Ông lấy cái đó, ông lấy, ông ngồi quay phim. Chán này chứ. Dạ, Út ở đây đã vô nước màu và đường một ngọt nha mọi người. Hai lon nữa được nha, còn đặt tô cơm. Bữa nào mình quay ba đi, quay chai luôn á, không có cần cái bếp gì nhiều. Chơi mở gì mình. Đây, xin chào các bạn, thì bạn Long ở đây đang đâm gừng. Và trong khi đâm gừng thì có lẽ là đang bực bội về cái vụ ánh sáng nên đâm gừng chăng lắm chứ các bạn ơi. Ánh sáng nè. Ánh sáng thì gọi vô mặt bằng lông vậy. Ê trời ơi kìa. Lụm lia chia quá này nè. Lòng nó ăn ớt dở mà nó chơi quá là nhiều mà ớt luôn các bạn. Ớt này nó hiểm xanh. Ôi trời ơi nè. Cay dữ dằn. 2, 4 đâu dám đâm vô chừng ngày cho ớt. Đâu dám đâm vô chừng ngày cho ớt. Ánh sáng nào gọi mặt bằng lông coi. Gọi mặt anh và em coi. Bước ra đây lắm. Cơ động ghê không? Quay qua bên kia ánh sáng. Chạy lên, lại lên. Đặt nước mắm không? Clip này là clip xàm luôn nha các bạn. Không, chú ý vui thôi. Đây, chú bạn. Ngồi gần mấy bình bông rồi đẹp nhất. Hay gao hay lật gao, lật gao. Đang lật cái gao cải trời là đặc biệt là cái gao này hiếm lắm á. Chỉ xung quanh nhà của bốt thôi nha. Hiếm lắm mấy con gao cải trời. Nó tự mọc luôn các bạn. Nên cái nguồn gao nó rất là phong phú và không cần thuốc gì hết trơn á. Là rất là sạch đó, kêu bằng rau sạch đó, dùng thường thường anh mấy anh em trong quê là hay đi ăn rau sạch là gì không có miếng thuốc luôn anh phải rau sạch. Bạn ơi, bây giờ đó, thông cảm cho tôi nói câu á, cái rau này Ngọc Hoàng không bao giờ ăn tại vì cả trời mà ổng đâu ăn được. Trời ông quạo không dặn phải không hay thưởng cho trái ớt. Trời ơi, tự bản mà thấy không, nhiều chuyện sao không? Đang đâm gừng mà đi chạy vô bản phát biểu. Đó thì đây, ánh sáng đâu rồi? Quay mặt đây. Ánh sáng chơi luôn kìa.
Đây. Đây. Châu Long. Đưa nghe mặt luôn. Về kênh rất là nhiều các bạn ơi. Bữa nay là làm clip vui hài sàm. Người xem thôi. Giờ là vui vui thôi, bữa nay là hơi vui. Có gì đâm quậy không á gà. Bảo Long đã quạo các bạn ơi. Tiếng đâm càng ngày càng lớn. Quậy không có gà. Ở cao su mấy bạn ơi. Đi chơi thôi chứ. Ở cao su nè. Đâu rồi? Ăn đi. Ăn luôn kìa. Dám ăn mới sợ. Ăn luôn á, nội gừng không một cái. Ăn luôn, ăn thiệt luôn nè các bạn. Rửa luôn á. Rồi nút trọng rồi. Dạ. Là bọn nhảy ra này nha. Nhảy đâu? Là bọn nhảy ra nè. Làm bọn nhảy ra nè. Anh nói chuyện kìa. Đáng gì vậy? Tắt nha các bạn ơi. Ăn da ớt luôn. Trời nhảy. Tôi là bọn tôi quay. Tôi chụp lưng. Dễ ăn quá. Đây. Trong khi đó Vũ Bằng đang mà rửa rau đó bạn. Trời ơi, lần đầu tiên rửa rau trong đời luôn các bạn. Rau cải trời. Ở nhà không bao giờ mà đổi cái này đâu. Lần đầu tiên luôn đó. Rửa cái này đó. Đó là rửa tiệt. Không, cũng đẹp trai nha. Xanh điện, chưa có vợ mà chiên vậy đó. Sau khi lên clip thì Vũ Bằng đã có rất là nhiều cuộc gọi và nhiều người vô bình luận và xin số điện thoại của Vũ Bằng. Nhưng Vũ Bằng đang phân vân không biết đang chọn ai. Đây, bây giờ thấy trong gieo vậy? Bác Út gái đang chuẩn bị làm cái món là nước mắm gừng. Nước mắm gừng nha các bạn. Nước mắm gừng, nhắc đến nước mắm gừng thì các bạn nhớ đến cái con cá chiên nha. Đây là món của cha mình. Nướng và chiên chấm mắm gừng thì khỏi nói luôn rồi. Nói chung đặc biệt là cá đồng á, con nào chấm mắm gừng cũng ngon nha. Đúng rồi. Chỉ có anh Hoàng Em chiên rồi, chấm không ngon. Cái nước nào chấm cũng ngon á. nước lạo chấm ngon à. Trời ơi, chả ngon nè. Đâu chả đâu. Ánh sáng lại lên. Đây, ở đây thì vợ anh Hoàng Em đang chiên cá. Đặc biệt là cá này nó có cái đặc biệt là như thế này là chiên xù, chỉ bỏ bụng thôi các bạn ơi, chiên xù. Rồi. Chiên xù. Vì này tối quá làm đại vậy các bạn. Này cá kho nè. Cái chai vậy chiên xù để chấm mắm gừng ăn rất là ngon nha các bạn. Đây là những lựa bà Út đã lựa những cá rô ngon để kho lạc. Cá rô kho ớt thì sao ớt nhiều quá vậy? Kho ớt. Cá rô đồng nha mọi người ơi, dở cái lú cái 12 triệu hộp ở dưới sông. To lắm, cái này to. Anh sáng. Đây là vợ anh Hoàng Em. Trong vai người đang chiên cá. Thơm quá thơm rồi. Anh sáng đâu qua đây nè, anh sáng. Ui. Sau 3 tiếng đồng hồ thì Long đã đâm xong cái mới gừng với mấy cái ớt. 3 tiếng đồng hồ à, có 3 tiếng à. Bây giờ mình sẽ chuyển qua cho bà Út rồi, bà Út ơi. Lấy hộp. Đây, hôm nay làm clip sạm. Vui luôn các bạn. Đây là nước mắm gừng. Đây mắm gừng. Bữa nay làm clip vui thôi. Đổ vô. Không có bài bản như bình thường. Đổ từ từ vô. Đây. Ánh sáng dư ánh sáng luôn nha, chá là luôn nha. Đó, bây giờ nó vừa là đủ nước và những cái phần xác của còn bỏ nước mắm vô nữa. Gọi ngay kìa anh ơi. Trời ơi, để nếm thôi mà chết anh. Bấm pha. Gọi ngay không thấy. Đây. Nó vừa luôn các bạn, thêm tí nước mắm nữa là vừa nha. Chúng ta đi xuống hoài. Trời ơi, cái này mà các bạn cứ tưởng tượng đi mà có con cá chê á. Vẽ cái khúc đuôi đó mình cắn vô mà mình kẹp với mấy cái rau như là cải xà lách và để mấy rau gấp cá thì khỏi nói luôn các bạn. Đây. Tâm thử thôi, vừa ăn không đây. Dạ, rồi con thử luôn. Chắc còn hơi lạc đường á. Thấy không? Cũng ngon rồi bác ơi. Lạc đường không? Có cái độ cay ớt rồi ngon. Đây có cái rau này nè, thêm con cá chiên nữa nha. Không được rồi bác ơi. Đây rau nè, rau. Không lạc đường phải không? Không lạc đâu, ngon. Rau là đó. Tìm ha, rồi đọc rồi. Mà nói chứ nước mắm này chưa ngon đâu, có cá chấm vô ăn mới ngon. Thiếu à, thiếu cá. Anh sang. Từng ớt, từng sợ ớt. Đây Long đang làm gì vậy các bạn? Đang nói chuyện với bố. Đang bàn tính nhậu. Đang bàn tính làm một con cá lóc 4kg. Nó không nhạy không ấy.
Thôi đi ăn gì nổi nữa. Mày, không, bữa mày, nào á. Mày quay tao quay khúc thôi. Bố thấy sao hôm nay mấy con qua đây thấy vui không? Thấy vui, vui chứ không có nhậu nè. Mới làm mồi nhậu. Vui đuổi về không? Rồi cảm ơn bác Út nha. Sao pha dở dớn thì đã có những cái món ngon như thế này. Cá thì cấp này thấy thấy thoải mái lắm rồi. Dạ. Thoải mái lắm, con cũng đang rất là thoải mái luôn. Ăn cơm là rất là thoải mái luôn, nhưng mà nhậu là không có thoải mái nha bác. Đây, Vũ Bằng đang quay lại clip anh Hoàng Em Đông đang trong cái tuổi trẻ trâu hồi năm 10 lúc anh Hoàng Em mới 14 tuổi các bạn. Đang trên chiếc xe đạp ở chiếc sân nhà. Lúc này là anh Hoàng Em đang đi mua kẹo các bạn. Đây, anh Hoàng Em đang đi mua kẹo. Đây, bạn Long. Bạn Long lúc đó hình như là học chung với anh Hoàng Em thì phải. Thấy đang gặp cổ và hai người đang đi mua cờ game ăn. Đây bạn Long, bạn Long. Thầy trẻ trâu, thầy trẻ trâu. Thầy trẻ trâu lúc còn xử nghiêm. Cái trâu đó bạn. Bây giờ thành trâu luôn. Bự quá bự. Đây, lúc này đang đi mua kẹo. Đúng rồi. Phải không Long? Ừ. Lúc này còn ôm cúp bé trên không bạn? Đây, đây. Anh sáng rồi. Ánh sáng đâu? Ánh sáng rồi. Trời ơi. Ánh sáng lại lên. Mà rồi trả điện thoại nữa tắt queo rồi. Thôi được rồi, biết đây là câu chuyện hồi nhỏ giữa chơi của bạn Long và anh Hoàng Em chơi rất là thân. Giờ bạn Long đang làm gì vậy? Ngứa ngáy mình cái gì? Kẹo qua quay kìa, chảo chiên kìa. Theo cái chỗ bạn Long thì ánh sáng lại lên. Này cái chảo cái kho chín nè, bố ơi. Cá hấp nè. Quá ngon đó các bạn ơi, cá đồng. Đâu? Cái gì ngon? Quay rồi, cái này quay rồi. Quay rồi ăn. Mắm gừng. Mắm gừng, bữa nay là quay không có bài bản gì chứ các bạn, chủ yếu là vui thôi. Bạn có quay là bữa nay mình phá cách thử bữa. Nếu mà mọi người thấy quay vậy hay thì mình sẽ theo đuổi cái phong cách như thế này cho nó vui. Đó. Để trước khi làm những clip này thì mình sẽ nhậu khoảng 2 lít rượu cho mình thì nó có cái phong cách như thế này. Các bạn không cười. Nói chung là bữa nay vui thôi. Bữa nay quay vui. Sao bố? Nghe này sắp giao ra đăng mình sẽ chạy nhậu. Nhậu nó bố. Anh sáng rồi. Ở đó tối không mày? À, ở đây đi, anh sáng, sao nằm võng nè, lẹ lên. Không sáo lên, lẹ lên. Nè, hết pin luôn. Đây, bố đang... Đang lựa rau các bạn. Lựa những cái gọng rau ngon nhất trong vườn nhà để đẩy cho mấy anh em. Đây, củ gừng này có thể ăn sống luôn các bạn ơi. Cái này cũng có. Rất là ngon luôn. Anh sáng quay anh Hoàng Em ăn củ gừng. Cái này nó chơi là mất chồng nữa. Cái này cũng đâu có ở đâu cả trời, gói cá chiên ăn bậy nữa nha. À, ăn bậy mệt lắm nha, nó trông no nữa. Không, chắc ngon. Chắc ăn là phải ngon. Đây, bên này bác gái đang nghiêm nếm cái phần cá rô đồng. Cái này có lạc hả bố? Có lạc. Có ớt không bố? Có. Wow, cái này đầu tiên mới thấy nha, cá rô đồng có ớt nha mọi người. Ủa ai để ớt vô ta chưa nãy chưa chắc ớt rồi. Chỉ là kho lạc nhưng mà để ớt thì sao? Bữa nay mình chơi phá cách nè. Kho lá gừng. Mình chơi thực tế. Ủa không, cái này kho lá gừng. Ủa cái đó lá gừng hả? Lá gừng. Wow, cái này là món cá kho lạc với lá gừng nha mọi người, chứ không phải là kho ớt nha. Kho lạc. Chỉ là nãy anh Hoàng Em nó bậy rồi đó. Ủa lộn mình á. Kho lạc với lá gừng. À, cái món này rất là ngộ nha. Cái lá mà trồng lên cái củ gừng đó là cái lá của củ gừng đó, chứ không phải là cái cây tên gừng. Các bạn thấy mà xanh xanh thì không phải là hành đâu nha, lá gừng đó. Ngon à. Ngon à. Cái bên kia kìa. Bên kia. Trong khi đó thì chị đang lấy những chiến lợi phẩm và những cái con cá rất là ngon đã chín nè các bạn. Cá chi sụ, cá rô chi sụ. Bây giờ mọi người chờ xem cái bữa tiệc nhẹ của gia đình của bà Út sẽ đãi mấy anh em những cái món ăn rất là dân dã nha mọi người. Chúng mình chờ xem tiếp video nha. Coi mấy anh em ăn như thế nào. Có nhanh hay không hay là
Chậm mới lên thế nào. Ở đây tại sao con thấy con không được vui vậy con? Chú Long nãy có lấy đồ chơi với con không? Không. Chú Long không có chơi ít. Có con. Chú Long có giành búp bê hay là giành đầm với con không? Không có. Để ngậm à. Đây, rõ ràng luôn, mình đã thấy rồi các bạn. Bạn Long đã lấy mất tiêu cái quần dài của cái búp bê. Chỉ còn lại cái áo dài thôi. Long, anh sáng lẹ lên. Bạn nói sao với nhỏ? Tiêu cái quần của nhỏ. Vô mất tiêu bỏ túi. Bỏ túi nữa mà. Hey, chào mọi người, thì bữa nay anh em chỉ làm clip hơi sàm sàm chơi cho nó vui để xả chết sau những ngày mệt nhọc thôi. Quá mệt, quá mệt. Ánh sáng Hoàng Long nãy giờ trốn ở đây. Thật sự là cái búp bê đó là không có cái quần dài. Đã dàn cảnh để cho bạn Long có một cái bất ngờ thôi. Đang vlog đó các bạn ơi. Nhưng mà thật sự mình cũng bất ngờ thiệt, bạn Long mở nhiều quá. Đang cái tay này nó nhẹp quá. Giờ mọi người giờ xem tiếp clip nha. Hay bây giờ món cá đã chín rồi, bây giờ bạn Long đã tắt lửa rồi, mình chỉ sợ cái tay vô thôi. Mới sợ cái tay thôi. Đó, bây giờ chỉ còn chị chiên vài con cá này chín nữa thì mọi người sẽ. Bây giờ tiết mục gọt rũ bỏ vô cá nữa bạn. Mà đúng, cái mục này đúng đúng tới luôn các bạn. Các bạn cứ ném đá đi các bạn. Ném mà ném đá thật nha. Ném như nào mà bể đầu tân mấy lần. Chịu thương không chịu đâu. Tại vì đang có ý định là làm cái vợ và liệu xây dựng thì các bạn cứ ném đá thật đi. Để ném giả nữa. Chơi gạch đồ dữ như gạch ống rồi. Đây, đây những cái món dân giả đồng quê đã sau cái pha dở dớn của bà Út thì đã thành những cái mồi nhậu nha các bạn. Thành những cái mồi nhậu đặc trưng của miền Tây. Trong đó có món cá chiên xù và cá rô kho lạc. Đây, nhiều lên thấy vậy. Giờ bà Long dám thử một miếng cá để cho bà con coi không? Lấy thôi giờ cá, nếu mà bóc. Mình thử thì xin bếp bóc con xin lỗi. Bóc mình bóc đi mấy con. Dân giả mà các bạn. Thôi khỏi chấm đâu, không ai yêu cầu. Thôi xin lỡ bỏ con cá lấy con cá. Không, cá chấm ống gừng cho bạn. Cạt với cái rồi gạo gì cá còn sống bao quá giờ mới nghe ha. Gạo này là gạo gì tao quên rồi. Chấp cá trời, chấp cá mình quay cân mặt rất là ngon các bạn. Ngon à, cái đầu béo vô cùng luôn, chiên giòn luôn á. Ngon quá. Bạn ăn có cảm thấy dãy của con cá không? Không, giòn luôn. Đúng từ đầu tới cuối cái xương giòn luôn. Đó là nét đặc trưng đó, đặc trưng của cái món cá chiên xù. Mà cá đồng á, đặc biệt là nó béo nữa các bạn. Cá đồng nó béo nữa. Dạ. Quá ngon. Đặc biệt là cái món cá chiên xù này các bạn. Người ta không có đánh dãy gì nha các bạn. Thì khi mà chiên lên á thì ở dòng dầu nóng á thì nó sẽ cái dãy nó sẽ mềm luôn. Ăn rất là ngon, không có cần để đánh dãy nữa. Thử cái rô kho lạc luôn đi. Thử uống trà đã mua đó để trà cho con. Nó trà. Thử luôn đi Long ơi. Lỡ rồi. Thôi, bây giờ nó lạc à. Xin phép mấy bạn thử miếng cá rô cho mấy bạn coi luôn ha. Con cá rô kho lạc. Thử đại nữa con đi. Đây mấy bạn, thịt trắng phiếu luôn ha. Đây. Đây. Đúng là gô đồng luôn nha mọi người. Không có like tí nào hết trơn. Không có con nuôi nữa phải không? Đừng nói béo nghe, béo tôi quạo luôn à. Không có mời gì cho mà nói béo hoài là chết luôn á. Phải nói là Trường An là bơ Trường An các bạn. Béo như bơ. Béo hoài không có cho mình ăn mà la béo hoài. Mè ảnh con quá là. Mời mấy bạn dùng nha. Ok. Mời mình phải không? mình vô liền, mình sáng vô liền, ok. Đứng đây quay đi. Đây, ánh sáng này các bạn. Bên ánh sáng, anh ngoài em. Cái tô cơm qua cho. Không biết chứ nhậu gì, không biết. Cây nhà lá vườn trên mình là kênh cây nhà lá vườn ánh sáng, chỉ tèo tèo thôi. Ăn cơm cho bà. Ăn cơm đi.
nè, đốt ra là bông súng các bạn. Bông súng này, bông súng nhà hay bông súng súng, súng nhà con. Bông súng nhà. Ừ. Đây thì bông chai sáng hái rồi sáng nè. Rồi vậy đó hả? Ừ. Ở bên Hồng Hà đó hả Bốc? Đúng rồi, bên Hồng Hà nè. Thì mình cũng đã có cái cảnh quay bên nhà bác Út đó các bạn. Ừ. Thấy không Tân? Dạ. Bây giờ bác Út lật cái bông súng này để chấm cá rô kho chắc là ngon lắm các bạn ơi. Cá rô kho lạc là chấm những cái bông súng đồng như thế này nè, rất là ngon. Đây thì vẫn là hình ảnh của bác Út mẹ của anh Hoàng Em nha. Đây đây nha, đây. Vô, 1, 2, 3, vô. Đó, cây nhà lá vườn củ đế nghe các bạn ơi. Dạ bác Út lặt rồi, rồi bác Út lên thưởng cho mấy đứa con một bản dòng cổ nha. Ok. Đây bác Út lặt bông súng sẽ góp phần giúp vui văn nghệ cho cái buổi tối hôm nay nha mọi người. Nhà sẽ hát những câu dòng cổ để thay đổi cái bầu không khí hôm nay. Nãy giờ mấy anh em xàm quá, bây giờ bốc chơi luôn. Chơi những cái giai điệu dân ca. Đây. Con dở thử nè, con mới cho anh mẹ ăn con ngủ luôn. Anh đâu mà anh em không mà, đã nói em không mà anh gì. Thôi tôi uống đâu. Nó thấy nó bự con nó kêu anh đi. Đường đường tay lên là khán giả không biết ngon hay không đâu, tưởng đâu là like thôi. Tưởng đâu kêu khán giả các bạn like nha. Like đó mà ăn like đi. Ngon đó các bạn, bạn Long nói ngon đó các bạn. Tại mình xương các bạn, cá rô xương dữ lắm. Đúng rồi, cá rô phải kỹ, nhưng mà cái gì cũng vậy, có ngon thì nó có dở là cái phần đó. Không có gì mà tự dưng mà nó ok hết. Phải có ok gì đó. Rồi. Ngồi chơi hả? Ngoài em kêu mình vô ngồi chơi các bạn ơi. Ngồi chơi. Ngồi chơi đi. Quá ngon, quá ngon. Đây, giờ cái phần bông súng đồng thì bác Út đã đặt xong rồi, đưa lên đây nè các bạn. Nhìn rất là đẹp mắt và ồ con cái chấm cá kho lạc rất là ngon nha các bạn. Trong khi đó bạn Long đã bắt dính con cái sạch các bạn. Con cái sạch các bạn. Long, chấm nè, bỏ miếng gừng lên đây nè. Xử cái sạch. À. Cặp miếng rau nè, miếng rau cải trời nè nãy đó các bạn. Đó, đưa vô đây nè. Giờ bạn Long phóng sinh nè. Một phát luôn ha các bạn. Phóng sinh. Nó một. Không gì đâu, biết nhai thì nhai đó. Biết nhai thì nhai đó. Ăn miếng cơm nóng các bạn. Bạn Long kêu like nữa đó. Biết nhai là nó hết chưa. Ngon quá. Đây, đây chính là câu hỏi của nhiều người tại sao bạn Long thích về đây. Vì bạn Long rất là thích ăn cá. Và đặc biệt là những món dân dã như thế này bạn Long rất là khoái nha các bạn. Chà chà mới thấy. Rồi con cháu ăn vui vẻ thì nha. Con không có rượu, có nước uống được. Ba mà cá con này cũng không có mũi. Con nấu dắt chiều á. Dạ dạ Long phải ăn đó. Tại vì con cái da mỏng á, con không ăn cơm nóng, không ăn cơm nóng. Vậy đó hả? Bởi vì cháo rồi con cũng không ăn. Vậy đó hả? Dạ dạ. Quay gì quay hoài trời. Cắt bỏ lại mẹ đi. Cá người ta ở đây chứ không phải giờ không phải như mày không phải mua đâu. Thấy không tao là hổng cho kiếm mà. Hổng gà là chạy ba bốn bữa rồi. Ăn đi thì là chạy ba bốn bữa rồi. Tặng cho con hai câu dùng cổ nha. Em nghe bố ơi. Đậm chắc miền Tây luôn. Ừ cho vui vậy nè con bánh thôi. Con ăn gì Quyên? Còn không bạn? Con ăn gì con nói. Ừ còn nước không tao múc cho. Cá chiên hả? Em bà nội gấp cho con nha. Ăn mắt xem. Lên. Dạ bự lên. Tôi nhớ cái năm đó. 1, 2, 3, vô. Xuống dưới mà thằng cháu dưới cái thấy xuống dưới nhậu gì cũng không được hết trơn. Trời ơi, nó chạy nó đi mua con cá lóc mà ô nó đen xì vậy đó nghe. Nó cũng bự cá ký ngoài vậy đó. Mà sao mà thịt nó cũng cứng ngắt. Ở dùng nước mặn. Con cá dùng nước mặn là gì? Dùng nước mặn. Hồi đó mình á. Ta là nấu canh chua, nấu gì nấu ta nó cũng không nứt, không nở chứ. Nước mặn là nó cứng rồi. Cơm dính
Ủa? Sao chạy lên chào cả nhà, thì theo lời yêu cầu thì bác Út sẽ tặng cho mọi người hai câu vọng cổ để thêm phần góp vui trong cái chương trình vui vẻ hôm nay. Lắm. Miền Tây thì nói chung là trong những cái tiệc ăn nhậu, nhất là những cái người lớn tuổi thì họ thích rất là thích những cái câu hò điệu lý hay là những cái khúc vọng cổ rất là hay nha mọi người. Mọi người ta xem bốc thẹn cái phần vọng cổ nha. Ôi, chị Phúc hôm nay con bữa nay con biến quay phim thôi sợ. Nó chừa chứ cơm vậy. Để con qua đây con mới quay ra cái máy kia là con bỏ luôn rồi đó. Vậy hả? Vậy thôi Phúc là hai câu vòng cổ rồi tặng cho các cháu để vui vẻ hôm nay nha. Dạ. Rồi. Đổ tay. Một trăm phút tay mà cảm tạo Phúc ơi. Anh ơi em khi chúng mình nên duyên nên nà thì một lá chậu xanh cũng nên vợ nên chồng. Giỏi lắm á. Cao thắm chậu xanh sẽ thêm đượm thêm nồng. Buổi sáng tinh sương em gánh chậu ra chờ trên con đê dài thấm thoát đôi dây. Em không sợ nắng vàng làm heo lá chậu xanh mà chỉ sợ người yêu chờ đợi buồn phiền. Dội mắt kiếm tiền giữa bụi chợ tan lỡ kiếm đèn hòa tình duyên đôi lứa. Quá hay các bạn. Câu hai nha. Dạ. Nhân gọi một hôm mưa buồn trên phố chờ bên thung chậu xanh em chờ bạn chung tình. Đôi lứa cách ngăn diện kiếp đôi mình chờ dân thương người xanh không đến để chuyến chở chiều làm heo lá chậu xanh. Mình sao quên rồi ta. Cậu giữ tinh thần cho bác Út ơi, vỗ tay coi. Mình sao nữa quên rồi anh. Thôi kệ đi, hay rồi. Bây giờ bây giờ chỉ là tới bác Út hát đúng không? Ý là hai câu mà quên hết khúc rồi. Giờ hát bài khác đi cũng được. Bài khác hả? Dạ. Hay đó. Bài khác là bài gì ta? Bài gì? Bài ruột của mẹ. Bài ruột là bài gì? Nhỏ nhỏ. Nếu biết rằng mình chẳng được gần nhau thì buổi ban đầu đừng gặp gỡ. Đúng rồi, đúng rồi. Nếu biết rằng yêu rồi gian dở thì mời lưu luyến chỉ thêm. Đúng rồi. Rõ tay. Mà mình sao mình chia. Gợi cháu chi nhận thi điểm buổi ban đầu. Ôi gái đẹp mối tình đầu mình dám dở sao não nùng ly thiếp quá anh ơi. Nếu dạng câu thề đời mình sẽ mất vui em muốn mình gần bên nhau mãi mãi. Em muốn tình đầu đừng tan vỡ thì đừng bao giờ mình đừng nói đến tiếng ly tan. Hay lắm. Chà, không có rượu ca sao hay quên mà. Vô, ly cho bác Út đi. Ly cho bác Út đi. Có uống rượu không quên mà sao không uống rượu quên hoài. Ca nó không bình đẳng. Vỗ tay hoài mà không thưởng cho bác Út ly nào chứ trời. Nó không bình đẳng, ca sao không bình đó. Ca sao nó chết quá. Con cầm đem dưới đi, đem dưới để chén. Không, bác Út ca hay á. Gì vậy con? Quyết. Giọng ca của bà Út giống giống như mấy cái nghệ sĩ hồi năm không không biết nhưng mà trên YouTube là những nghệ sĩ năm 75 như Tấn Tài rồi này kia đó. Cái giọng ca không, như với theo cái điệu nhạc. Mà ca cái đoạn giữa tựa như giống như là cái hơi của Minh Cảnh. Vào cho mình mạnh thử coi. Giống không? Cái đoạn khúc giữa để coi hồi nãy con không nhớ. Cũng quá gạo. Nhưng mà thấy tựa. Vậy đó hả? Giọng có nắm gạo mà thấy giống hệt như cái nhạc dòng nhạc hồi xưa đó là cái điệu nhạc hồi xưa đó nghe rất là hay. Nó mộc mạc đơn giản. Rồi Long có bản nào không tặng bác Út không?
Lâu. Không, con thì không có cao được bướm rồi. Một dữ dằn lắm mà. Bây giờ anh ngoài em tiếp tục chương trình với bài hát là cái gì? Ăn bông mà điên điển gì đó. Cái trong clip trước thì anh ngoài em đã có hát cái khúc mà ăn một vịt lộn đó. Ăn bông điên điển mà sao không vịt lộn mày? Có ăn luôn. Cũng ăn về. Rồi hát đi. Hát về. Anh đi lấy vợ về nơi xứ xa. Thay vì em đi lấy chồng đúng không? mình lấy vợ thì mình nói lấy vợ thôi, đúng không? Thế à? Tại sao hát không? Không. Bốc, chào bốc, khỏe không bốc? Khỏe rồi. Không mấy anh ca tặng cháu một câu đi anh. Bà Út thì nói chung ra bà Út có đợn, bà Út ca mới được, không có đợn. Mà anh giả ở nông thôn mà đi tâm không có đợn. Đợn mới được. Hát mà đầu mà vậy chứ? Ra dòng sông quê em một câu cho cháu nghe đi anh. Dòng sông quê em đi bác Út ơi. Theo lời cầu của bác Út gái thì bác Út trai xin đến với chương trình hôm nay thì qua bài hát mang tên là Dòng sông quê em. Cái dòng sông mà bác Út đặt 12 cái ngục đó bác Út. Mới có cái buổi tiệc như buổi hôm nay. Đúng rồi. Rất là bình dị và yên ả các bạn. Cái dòng sông đó là cha đặt là nó theo cái dòng nước nó mới vô cái theo dòng sữa mẹ. Cha đã. Rồi. Sông hồng. Vô bốc. Thôi gì vậy, bây giờ bác Út cao để bố uống ly rượu đi ta nghe. Thôi lại em giới thiệu anh ơi, ca câu đi. Ca đi, trời ơi. Ở tầng sông hồng em có biết quê hương anh cũng có dòng sông. Trời ơi, em mắc cỡ dữ lắm luôn. Vô bốc. Con mắc dẹp rồi đó. Ôi tính con cao luôn luôn tay. Thôi ơi. Thôi mày làm luôn đi. Bây giờ lỡ em giới thiệu rồi sao? Tăng ở quê phiên nè, lỡ giới thiệu. Con mà có người nào con gái mà giới thiệu một cái con bữa liền ta chỗ rồi. Cái gì chịu đó, chịu cái con bữa. Sao câu đi. Em chỉ ta cháu đi. Cho tăng ca bản à. Ơi dòng sông phải không? In bóng em đâu rồi? Ca ca nữa. Ừ, ca thì tôi ca nữa. Ca ngoài có người quên dắt. Quay về bốc dòng sông quê em. Dòng sông quê em như thế nào bá Út? Thằng Tăng nó làm bỏ gì chứ nãy cho mình uống hình như 3 ly rồi đó. Uống hết nổi cầm bánh mày liền. Vô nè, vô nè. 1, 2, 3, vô. Bữa nay cái clip đơn sơ nhưng mà rất là tẩm chất miền Tây nha mọi người. Tại vì không có nhà mà năn nỉ. Nói chung là không có mà công tác ghép chỉnh sửa, đúng rồi. Nó chỉ là một cách tự nhiên và anh cách em sinh hoạt tự nhiên của anh em chú bác miền Tây. Rồi sau đó bây giờ yêu cầu quá giờ ca một câu một à. Ừ đúng rồi. Để cho chậm đây. Một câu là ca tới dấu chấm là ngừng đó hả bác Út? Ca một câu một là du bước chân ta. Chừng nào con nghe mà. Không nghe bây giờ vậy nè, mình lớn tuổi rồi cái mình phải ca bài xưa xưa trước. Ừ, dòng sông của em cũng xưa. Dạ, nhưng mà bác Út nói một câu là ca hết một câu mới nghỉ đúng không? Nếu mà con không nghe cái dấu chấm trong đó là không có nghỉ nha bác Út ơi. Tại vì nó có hết dấu chấm mới hết câu. Rồi bốc hát đi bốc. Này không có đợt không mà làm chứ nói ấy. Tí tí tù tí tí tu tí. Tôi đã buồn tí tí không. Cùng ăn từ đêm đầu nấu sung. Nghe giọng nói dịu dàng các mẹ đón mừng con. Để chiều về tắm dòng sông thật thà xanh trong. Tôi muốn xuống Đông Hà tấn công ra cửa biển. Đêm giao lanh bỗng nhớ về tha thiết ba lòng ơi xuôi về đâu mà mang mắt đôi bờ. Nhớ thương ai ai đang mừng vui nghe tiếng súng vọng về.
tôi muốn thành cánh chim băng rừng vượt suối để bay vào trận đánh đêm nay. Công sự chưa đào thì ta đứng chung nhau, cùng lắng nghe chim gào gật suối chào. Giặc đến rồi ta mỉm cười nổ súng. Không rồi, bây giờ không giống Bá Út luôn nè. Cái bài đó là hồi nãy bác Út ca là Ba Động, là Ba Động Kiên Giang. Thấy không? Công sự là Công sự Vĩnh Tiến. Đó là hai địa danh nổi tiếng của đất Kiên Giang đó các bạn. Công sự U Minh Thượng, Công sự Vĩnh Tiến và Ba Động là Ba Động Kiên Giang đó các bạn. Ba Động nãy nghe Ba Bọng, tưởng Ba Bọng tưởng Ba Bọng quê mình. Bản vua quốc chúng ta này là nó là từ Bắc qua Nam luôn đó, chứ không phải mà nói là ấy nè. Cái này cũng lại khúc sao lại từ 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 mẹ tao ca câu, tao ca câu được rồi, thêm câu nữa đi anh. Ủa nãy giờ con chưa nghe dấu chấm mà không cái chữ mới có từ hồi nào và bao nhiêu tuổi vậy? Đó. Còn câu nữa thôi mẹ, câu tốt quá. Thôi cái bài Bông Ươm Môi không? Không phải, con thích nghe cái bài Bông Ươm Môi như của Tấn Tài ca vậy. Bông Ươm Môi chắc bác Út không biết đâu. Lâu quá. Bông gì? Bông Ươm Môi rụng trắng chứ. Đúng rồi. Không biết bông đi điển. Bông đi điển. Bông đi điển này phải xây qua đây mới được. Không biết bông đâu. Bông mà điên điển cho lòng nhớ đất quê. Chị mà họ hát y tự tự tin lắm mà. Mình đổ cái này là 4 ly à, 5 ly ra về 4 ly. 4 ly nha. Từ từ từ. Cơ bản không phải nhông ác mà. Bên kia. Thằng Tăng công nhận nó hay. Hay thiệt. Nó khéo. Khéo. Ca luôn đi. Nó khéo rồi, cái khéo biết sao nó khéo. Tới giọng không muốn nữa hả? Đang cầm cái máy nó quay. Nó quay rồi bên đây mình uống sang vết luôn. Không. Thế đó. Mấy bạn, cái từ săn dịch đó là cái từ miền quê rất là đậm chất. Săn và dịch, chữ dịch là dịch ngôn ngữ chứ không phải là săn vịt. Săn vịt là đi bắt vịt đó các bạn, là nấu cháo tiếp đó. Giờ này xỉn rồi, không phải đi săn vịt nha mọi người. Trời ơi, em cười te tét. Trời ơi, giấc này tôi săn dịch nữa. Bây giờ thôi bác ca ăn câu nữa rồi cho con cắt phim nha. Dạ ăn câu phải có dấu chấm nghe bác Út ơi. Câu mà nào. Còn giờ con khó là ngủ được quên hoài à. Dạ rồi ok. Ngủ được thì bao nhiêu cũng nhớ chứ. Rồi ban nhạc vô. Mình ca bắn xưa không nghe. Dạ hay. Mấy bài đó hay. Các anh đi đâu thì dần dương dừa lâu vàng. Chết rồi trời. Gặp ta là hai vào đây uống cạn. Gói ta đây. Hai chung các cánh về đây giết giặc của sơn hà, các cánh về đây dừng chân dây lên ghé lại nơi này cứu bội đường xa. Quán hàng em có bán nước trà tươi và luôn luôn có sẵn một vô tay, vô tay, vô tay. Không là cũng như là ê, bắt. Các anh về đây khiến cho em băng quan trong tất và nhìn thấy xa xa lũ vàng lá quân kỳ. Đôi mắt nhìn nhau không biết nói câu gì. Các anh đi xứng đáng là người trai thế hệ. Em cũng phải tỏ ra mình là bốn phận người dân. Hai đôi hoa xiêm ở giữa rừng xanh. Em mau im cài lên dây áo chim. Và hãy vào đây chờ trời cùng gực sáng. Và sẽ ấm lòng của đôi chén trà tươi. Quá hay các bạn ơi. Làm chắc miền Tây luôn các bạn ơi.
nói thôi Long. Để cổ vũ tinh thần của bác Út thì mọi người dùng mồi đi nha. Mời bạn Tăng dùng ly rượu đi, chứ là nãy giờ bạn Tăng qua bốn. Vô. Vô nha mọi người ơi. Nãy giờ mình 1, 2, 3 vô. Cảm ơn bác Út đã chia sẻ những cái lời ca tiếng hát rất là hay trong những câu vọng cổ để vui thôi chứ thì cũng không trong những câu vọng cổ để thể hiện nên những cái văn nghệ mà văn nghệ trong đồng quê của mình. Nếu mà hay thì ca sĩ rồi. Ca sĩ ca rồi. Ca rồi. Hay thì ca sĩ ca rồi. Bác Út đã ra cái tác phẩm thứ 3 thì nó vẫn là ca sĩ rồi. Số lượng nó rất là lớn. Không mà bác Út lên kênh Ngã Năm TV thì bác Út dần bước trên đài thành công của ca sĩ rồi đó. Bác Út chuẩn bị đi, có nhiều cái mà chương trình giải trí sẽ mời bác Út như là chương trình gì người bí ẩn. Cái đường đi người ca bí ẩn rồi đó. Người làm nước mắm gừng ngon mà hát giọng cổ hay. Lò heo mỗi lần đó cái đường. Thấy mấy cháu đến đây cũng vui quá rồi. Ca gì rồi. Dạ. Thì qua những lời hát của bác Út thì cảm thấy gợi nhớ những cái tấm chương trình và những cái bài hát và gợi lên những cái lời hát của quê hương nha các bạn. Thì qua những câu chuyện cổ trên thì sẽ thấy những cái hoạt động sinh hoạt của đời sống của những người dân tại đây rất là vui vẻ. Tuy cái đời sống không có khá giả như những người những cái thành phố xa, nhưng mà ở đây nó luôn thấm đậm những cái tình người, nhất là cái cuộc sống miền Tây tại đây. Trời ơi, có gì cái nó ngay có ướp tỉnh gì là chạy ra thằng Đen nó sử dụng. Dạ. Thì chúng bạc cái Đen không chơi xe cũng Hai xin chào mọi người. Thì qua những lời ca tiếng hát của bác Út thì mình cảm thấy cái cuộc sống miền Tây rất là đơn sơ và giản dị. Thì mình hy vọng các bạn sẽ có những cái trải nghiệm, và ai đã trải nghiệm rồi thì cũng một lần nữa về cái quê mình hay là những cái kênh khác chủ đề miền Tây thì sẽ trải nghiệm qua những cái giọng hát, những cái món ăn dân dã và những cái cuộc sống bình dị miền Tây. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trên kênh Năm TV nha. Bây giờ clip đến đây là kết thúc. Chỉ là đơn giản thế thôi. Nó vừa có tính hài hước và thể hiện những cái gì thật nhất trong cái cuộc sống của người dân miền Tây tại đây. Thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Bye bye. Bye bye. Xin chào mọi người.